Mệnh nữ tên là Trần Ngọc Hân, địa chỉ TP Hồ Chí Minh, mệnh là Đại Hải Thủy, ngày sinh dương lịch là 27 tháng 1 năm 1984 lúc giờ 7, ngày sinh âm lịch là 25 tháng 12 năm 1983 lúc giờ Thìn sinh vào năm Quý Hợi có ngũ hành là Đại Hải Thủy tháng đinh sửu có ngũ hành là giang hà thủy ngày canh thân có ngũ hành là thạch lựu mộc giờ canh thìn có ngũ hành là bạch lạp kim với năm tháng ngày giờ trên sẽ hình thành nên tỷ lệ ngũ hành ban đầu. Mộc 21% là cân đối, hỏa 5% là quá ít, thổ 3,1% là quá ít, kim 21,4% là cân đối, thủy là 49,5% là cuối nhiều, tỷ lệ ngũ hành ban đầu cho biết vận trình trong cuộc đời diễn ra như thế nào. Ngoài ra còn cho biết tính cách sẽ hình thành ban đầu. Tỷ lệ ngũ hành ban đầu giúp suy ra tỷ lệ ngũ hành hiện tại được tích lũy qua từng năm. Nguyên nhân tỷ lệ ngũ hành mỗi năm biến động là do hai yếu tố, một là do vấn đề thời gian, hai là do môi trường. Tính cách thông qua tỷ lệ ngũ hành ban đầu của mệnh đại hải thủy có nhiều ngũ hành thủy là thủy chủ về trí thông minh hiền lành. Người mà thủy vượng sắc mặt hơi đen, nói năng nhẹ nhàng dành giọt, hay lo cho người khác, túc trí đa mưu, học nhanh hơn người. Người mà thủy mạnh quá thì hay cãi cọ, tính tình linh tinh. Người mà thủy không đủ thì vóc người thấp bé. Tính tình bất thường, nhát gan, vô mưu. Hành động không có thứ tự, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, mệnh này nên bổ sung các ngũ hành nào quá ít giảm bớt các ngũ hành quá nhiều, họ và tên chi phối 10% số mệnh. Họ tên và địa lý làm cho những người có cùng thời điểm sinh ra có số mệnh khác nhau theo thời gian, họ đại diện cho tổ tiên họ mà tốt thì được tổ tiên giúp đỡ. Họ xấu thì không được giúp đỡ hoặc rời xa quê hương, họ mà trung bình thì được nhờ tổ tiên và tổ tiên cũng được nhờ mình. Họ Trần đối với mệnh này là trung bình ngoài ra họ Trần ý nghĩa là trốn nhân sinh tên này mang ý nghĩa thực tại ám chỉ những nhắc nhở của cha mẹ dành cho con phải biết sống ý nghĩa và vô thường ngũ hành thuộc mộc sinh gia hỏa được thủy tương sinh nhưng kỵ với kim và khắc với thổ tên lót đại diện cho anh em bạn bè tên lót mà tốt thì được nhờ anh em bạn ngược lại thì bị anh em bạn bè tranh đoạt và lợi dụng tên ngọc đối với mệnh này là tốt ngoài ra tên ngọc có ý nghĩa dung mạo con xinh đẹp tỏa sáng như hòn ngọc quý còn là chân bảo, là món quà quý giá của tạo hóa ngũ hành thuộc thổ sinh ra kim, được hòa tương sinh nhưng kỵ với thủy và khắc với mộc. Tên đại diện cho bản thân và thành tựu tên cũng như khát vọng của cha mẹ. Tên mà tốt thì có được thành tựu, tên xấu thì vất vả gian nan, nên chọn các tên phù hợp để có số mệnh tốt hơn tên Hân đối với mệnh này là tốt ngoài ra tên Hân ý nghĩa là sự vui mừng hay lúc hừng đông khi mặt trời mọc người tên Hân hàm chứa niềm vui, sự hớn hở cho những khởi đầu mới tốt đẹp. Ngũ hành thuộc hỏa sinh ra thổ, được mộc tương sinh nhưng kỵ với thủy và khắc với kim. Tên gợi ý nên chọn các tên có nhiều ngũ hành thổ hay có nhiều ngũ hành, hỏa vào trang website tên hay bế cưng.com. Có danh sách các tên theo ngũ hành địa lý chi phối 30% số mệnh bởi vì địa lý tạo ra mỗi trường sung và chi phối văn hóa, lối sống, hành vi địa lý đóng vai trò lớn nhất trong việc chi phối số mệnh. Địa lý mà tốt và khá thì thành công ở nơi sinh ra địa lý mà xấu thì khó có được thành tựu cần phải di chuyển đến nơi phù hợp nơi bạn sinh ra là tỉnh TP Hồ Chí Minh. Có ít ngũ hành thổ có nhiều ngũ hành hỏa đối với mệnh này là tốt mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 11 có thủy thịnh, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 có hỏa thịnh. Khí hậu dung hòa không có đồi núi địa hình thành phố trải dài theo trục đông Tây. Nơi này phù hợp với người cần hỏa và mộc.